Chào buổi sáng chủ nhật, thật là đẹp trời luôn cả nhà nhé. Giờ hí hí và tỏa nắng vàng rực rỡ cổng trường luôn cả nhà. Mái trường dân tộc bán trú Lời Lạc của cô Hai thân thương, dấu yêu vô cùng khi mỗi lần đón các con, đón các người thân thương của trường vào những ngày lễ như thế này. Ngày sáng chủ nhật này thật là thanh bình luôn cả nhà nhé. Các con phải hồi tử về thăm trường cũ, rồi người con đi xa, thầy cô kính yêu, những người con học trò dấu yêu cũng lại về thăm trường vào những ngày này các cả nhà. Tuyệt vời lắm. Hôm nay mới đầu xuân mà những cành hoa sim nặng trĩu rất luôn cả nhà, chuẩn bị sẽ cho ra những bông hoa gọi là một đoá hoa rực rỡ, hoa sim tím này như cổng trường luôn đó cả nhà, tuyệt vời lắm. Nhà cô Hai ở thì rất là thanh bình. Người bác hàng xóm đến các việc gì đã không biết nữa. Dạ, bác. Đó, để gì lấy cho? Để gì lấy cho? Dạ. Để em lấy chứ. Dạ. Rồi vào.